2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 17 giờ 18. 3 giờ 30 phút Thế Giới Đó Đây CTEC. 4 giờ Khéo Tay Hay Làm Góc Tay Hành Nhân. 4 giờ 15 phút Câu Lạc Bộ Thể Thao. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc TV khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Và các bạn đang đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi rất vui và xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui và hạnh phúc vì được lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. À, Hồng Phượng thân mến, bây giờ đã là tháng 8. Như thế có nghĩa là đối với các bạn nhỏ thì những ngày nghỉ hè không còn bao lâu nữa. Chính vì thế anh em chúng ta cũng nên tranh thủ giới thiệu cho các bạn nhỏ ấy những địa điểm du lịch thật mới, thật hấp dẫn để các bạn có thể tranh thủ đi chơi cùng với gia đình của mình trong những ngày hè còn lại nhé. Đúng rồi đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về vườn trái cây Lái Thiêu hay là khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu đây. Anh nghĩ thôi thì hôm nay chúng ta hãy giới thiệu cho tất cả các bạn nhỏ biết về khu du lịch suối nước nóng Bình Châu. Đây là một địa điểm du lịch rất hấp dẫn dành tặng cho những ai yêu thiên nhiên. Và nếu như mà Hồng Phượng nhớ không lầm thì để đến được với suối nước nóng Bình Châu thì từ huyện Xuyên Mộc theo lộ 23 đi khoảng 29 cây số thì chúng ta sẽ đến được với khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu. Và điều đặc biệt là giữa ngút ngàn một vùng rộng lớn 70.000 hecta rừng cấm và rừng nguyên sinh quốc gia thì lại nổi lên một bầu nước nóng với hơn 70 điểm phun lộ thiên đó anh Nghĩa. Mà vùng có nước nóng hoạt động rộng khoảng hơn 1 km² với nhiều hồ lớn nhỏ khác nhau. Vùng hồ lớn nhất rộng khoảng 100 m² với độ sâu là khoảng 1 m. Đây là một cái vùng hồ thiên nhiên mà có thể nói là một nồi sông hơi rất là khổng lồ. Bởi vì mặt nước lúc nào cũng sủi tăm hết. Và nhiệt độ ở trên mặt nước là bao giờ cũng khoảng 64 độ C. Nhiệt độ ở đáy nước là khoảng 84 độ C. Còn đối với những cái chỗ mà cạn nhất thì nhiệt độ cũng là 40 độ C. Chúng ta có thể ngâm chân, ngâm tay để chữa bệnh thì rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta đó. Nếu mà như theo lời anh Nghĩa nói thì với cái nhiệt độ như thế thì ngoài công việc là có thể chữa bệnh tay chân ra thì chúng ta còn có thể luộc chín trứng gà nữa đúng không anh Nghĩa? Đây là một điều mà tất cả các du khách rất là thích thú. Các du khách thường hay bỏ những quả trứng gà vào trong những giỏ lưới, sau đó thả xuống dưới suối nước nóng. Chừng vài phút sau kéo lên thôi thì thế là chúng ta đã có ngay một bữa ăn nhẹ với những quả trứng gà thật là ngon lành. Wow, thật là hấp dẫn quá đi. Nếu nhưng mà như thế Hồng thì Phượng ơi, vẫn chưa hết đâu nha. Wow, vẫn chưa hết nữa hả? Vẫn còn một điều khác rất là đặc biệt. Em có công nhận với anh Nghĩa rằng khi chúng ta trồng cây thì chúng ta nếu mà tưới nước sôi, nước nóng vào trong cây thì chắc chắn rằng cây chúng ta sẽ không sống được đúng không? Thế mà ở ngay cái vùng suối nước nóng này, rừng tràm vẫn xanh tươi, có một loại cỏ, rễ chùm lá cứng vẫn sống cùng năm tháng, tạo thêm vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên bao quanh khu vực suối nước nóng Bình Châu. Và khi đến với suối nước nóng Bình Châu, chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thú vị và khỏe khoắn cùng với gia đình. Wow, thật là hấp dẫn quá đi. Nếu mà như vậy thì khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu quả là một địa điểm không thể nào bỏ qua được đúng không anh Nghĩa? Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình thôi quý vị. Chúng tôi xin trân trọng mời quý vị đến với chương trình quà tặng tri thức. Chương trình của chúng tôi gồm có tất cả 3 vòng thi dành tặng cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số 0891066888. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau. QTTT có nghĩa là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và 12 cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong vòng cầu này. Và quý vị chắc hẳn vẫn còn nhớ, mỗi một khi chương trình chúng tôi lên sóng, chúng tôi sẽ rút 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của quý vị gọi điện đến với chương trình. Và rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ quý vị đó. Còn chần chờ gì nữa nào, nhấc điện thoại bàn lên và kết nối ngay với chương trình chúng tôi nha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với 50 người chơi tại đây cùng với anh Quách Hồ Đinh. Xin mời! We'll be right back.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào vòng 1 của chương trình quà tặng tri thức với phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay. Tôi thấy các bạn, tất cả các bạn đều cười rất là tươi, chắc là các bạn bình tĩnh và tự tin lắm. Dường như các bạn đã biết trước nội dung của câu hỏi vòng 1 này hay sao ấy, mà các bạn cười quá trời luôn. Trước khi tôi đọc câu hỏi của vòng 1 thì chúng ta cũng phải tìm hiểu sơ lại về cách thức tham gia trò chơi. Ở trò chơi quà tặng tri thức thì có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ phải trả lời một câu hỏi. Và nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi thì sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Kết thúc vòng 3 mà không có bạn nào trả lời được câu hỏi của vòng 3 thì số tiền 15 triệu sẽ được nhập vào chương trình lần sau. Các bạn có 10 giây suy nghĩ và 3 giây để chọn đáp án. Nếu như sau 3 giây mà các bạn vẫn chưa chọn đáp án thì thời gian hết và bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa. Đáp án của các bạn sẽ không được máy tính ghi nhận. Các bạn nhớ nhanh lên nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 1. Người tìm ra sao chổi Harley là người nước nào? A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Mỹ. Và D. Nước Ý. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ là 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Ba giây đã trôi qua, để xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 27 bạn. Đáp án B có 3 bạn. Đáp án C có 19 bạn. Đáp án D có 1 bạn duy nhất. Và chúng ta xem đáp án chính xác là đáp án nào. Đó chính là đáp án Edmund Halley sinh năm 1656 và mất vào năm 1742 là nhà thiên văn người Anh. Chính ông là người đã tìm ra sao chổi Halley vào năm 1720. Ông được phong là nhà thiên văn hoàng gia. Xin chúc mừng 27 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong và rất lấy làm tiếc phải chia tay những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ là thời gian chúng ta dành cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi. Nào, xin mời. Xin chúc mừng 27 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và quý vị thân mến, ngày câu hỏi đầu tiên cũng là một câu hỏi khá thú vị. Và các bạn của chúng ta đã vượt qua rồi, nhưng mà họ vẫn còn hai câu hỏi nữa. Và anh Nghĩa ơi, anh có điều gì để cổ động cho các bạn của chúng ta ngay giờ phút này không? Các bạn thân mến, các bạn hãy bình tĩnh và tự tin nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ gặp nhiều may mắn ở hai vòng thi sau. Còn bây giờ là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà của chúng ta cũng đang rất hồi hộp, không biết mình có phải là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hay không. Và bây giờ Hồng Phượng sẽ quay vòng cầu và đảo đều tất cả những lá thăm lên để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Quý vị đừng hồi hộp nha, chú ý lắng nghe xem đây có phải là số điện thoại nhà của mình hay không. Thưa quý vị, số điện thoại mà đại Nghĩa cầm trên tay là số 0879574332. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Và trong khi chờ bộ phận kỹ thuật liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo số 1. Trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Samsung không có gì là khó tưởng tượng. Sony riêng một bản sắc. Toshiba tiên phong trong công nghệ. Hitachi cảm hứng tương lai. Sanyo luôn vì môi trường. LG cuộc sống tốt đẹp. Olympus tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay và xem vị khán giả đó giới thiệu như thế nào về mình nha. Xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình hôm nay.
Alo. Dạ xin chào. Alo, xin chào bạn à. Bạn ơi, tiếng bạn hơi nhỏ một chút xíu, vì vậy bạn có thể nói lớn hơn một chút. Bạn hãy tự giới thiệu về mình à. Dạ em tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh ở Củ Chi. À chào bạn Linh. Bạn Linh ơi, hiện giờ công việc của bạn là gì? Dạ à, dạ là em đang có thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới xong. À, mới hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. À, không biết rằng trong kỳ thi đại học vừa qua bạn Linh đã đăng ký thi vào trường nào ạ? Dạ trường đại học công nghiệp. À, rồi còn trường nào nữa không? Dạ chỉ có trường đó thôi. À, thông thường thì anh đề nghị thấy rằng những người bạn, những bạn nhỏ của chúng ta khi mà đăng ký thi vào một trường đại học nào đó thường đăng ký ít nhất là cũng khoảng 2 trường hoặc đúng là rồi. 3 trường. À, không biết tại sao bạn Mỹ Linh của chúng ta chỉ chọn duy nhất một trường mà thi thôi? Dạ có lẽ là bạn thích một nghề, một cái ngành nào đó trong trường này đúng không bạn? Dạ. Bạn thích ngành nào vậy? Dạ em thích ngành kế toán. À bạn thích ngành kế toán. Chắc chắn rằng bạn Mỹ Linh của chúng ta là một người rất là tỉ mỉ đúng không anh Nghĩa? Và xin chúc cho em sẽ đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi vừa rồi nha. Còn bây giờ thì mời em hãy lựa chọn một trong 8 bảng logo sản phẩm ở đây. Dạ em xin chọn bảng logo Sony. Sony. Và đằng sau bảng logo Sony phần quà là gì? Đó chính là một chiếc TV. Bạn Linh ơi, bạn có thích phần quà này không? Dạ em rất thích. Rất là thích, đây là một phần quà rất là hấp dẫn. Và Hồng Phượng tin rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi của chúng tôi rồi đúng không nào? Dạ. Và bây giờ mời em lắng nghe câu hỏi nha. Người đầu tiên dùng kính thiên văn để quan sát bầu trời có 4 đáp án. A. Isaac Newton. B. Galileo Galilei. C. Charles Darwin. Và D. Alexander Yersin. Em sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. Dạ em xin chọn quý. Dạ câu trả lời là câu A. Câu A. À bạn ơi, bạn suy nghĩ trong một cái thời gian cũng khá là lâu. Không biết rằng câu hỏi này có khó không bạn? Dạ cũng hơi khó. À, cũng hơi khó và bạn đang thử vận may của mình đúng không? Dạ. Và bây giờ thì mời em hãy bình tĩnh và lắng nghe đáp án của chương trình nha. Sau khi quan sát bầu trời và nghe nói về chiếc kính thiên văn mới chế tạo của Hans Lippershey, năm 1610, ông đã khám phá ra vành đai sao thổ và cùng năm nay trở thành người đầu tiên quan sát thấy 4 mặt trăng lớn của sao mộc. Ông cũng quan sát thấy các pha của sao kim, nghiên cứu về các vết đen trên mặt trời và khám phá ra nhiều hiện tượng quan trọng khác nhờ vào kính thiên văn, và người đó chính là Galileo. Như vậy đáp án đúng của chúng tôi là đáp án B chứ không phải là đáp án A. Rất tiếc bạn ơi. Và bây giờ Hồng Phượng nghĩ rằng bạn đang rất buồn và tiếc đúng không? À, chắc là vị khán giả của chúng ta đã buồn quá cho nên đã vội vàng cướp máy rồi. Nhưng mà Hồng Phượng hy vọng rằng sẽ gặp lại bạn Mỹ Linh trong những lần sau. Và Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng xin chúc cho bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi mà bạn vừa trải qua. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với 27 người chơi tại đây, cùng nhau bước vào vòng 2 chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. À, kính thưa quý vị và các bạn, số điện thoại của tổng đài 1900 1747 đang chờ quý vị gọi đến để đăng ký tham gia chương trình quà tặng tri thức. Chương trình quà tặng tri thức là một chương trình không giới hạn số lần đăng ký tham gia. Nếu như lần này tham gia mà không thành công thì các bạn có thể đăng ký để lần sau tham gia, lần sau và lần sau nữa. À, bây giờ thì tôi xin phép được đọc nội dung câu hỏi vòng 2. Năm nhuận dương lịch có bao nhiêu ngày? A. 364 ngày. B. 365 ngày. C. 366 ngày. Và D. 367 ngày. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. Hết giờ. Dạ bây giờ xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 22 bạn. Đáp án D có 4 bạn.
Và bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó là đáp án C. Các bạn thân mến, năm thường có 365 ngày, còn năm nhuận thì có 366 ngày. Như vậy là 22 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng 3 để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem người khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Thưa quý vị, ở câu hỏi vừa rồi cũng là một câu hỏi tương đối đơn giản. Chính vì thế chỉ có 5 người bạn của chúng ta không chọn đáp án C, đành phải từ giã cuộc chơi. Và xin chúc mừng 22 người bạn đã trả lời đúng câu hỏi vừa rồi, tiếp tục bước vào vòng 3 của chương trình. Và anh Nghĩa ơi, chúng ta cũng không quên là chúc 22 người bạn của chúng ta sẽ cả 22 người đều trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng, đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ làm công việc của mình, sẽ quay lồng cầu để tìm xem người khán giả may mắn thứ hai trong chương trình của chúng ta hôm nay là ai nha. Nhanh tay lên anh Nghĩa ơi, mọi người đang rất là hồi hộp. Có rồi đây. Phải đảo đều tất cả lá phiếu lên nữa chứ. Và một lá phiếu có rồi. Mời Hồng Phượng. Vâng, và Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0892346682 và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ đợi liên lạc với người khán giả thứ hai này, quý vị đừng quên rằng nhấc điện thoại bàn của mình lên và kết nối ngay với chúng tôi qua số tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Và có lẽ là bây giờ bộ phận kỹ thuật đã liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai rồi. Xin chào chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai ạ. Alo, xin chào Hồng Phượng, chào Đại Nghĩa. Xin chào bạn. Chị tên là Lê Thị Tuyết Lan, ở quận 5. Hiện tại chị là thợ may. Xin chào chị Lan. Chị Lan ơi, không biết rằng hiện giờ bên cạnh chị có người thân nào ủng hộ cho chị không ạ? Có gia đình chị ngồi ở đây. Cả gia đình để ủng hộ cho chị. Ôi, không biết rằng nếu mà nhiều người như thế thì chị có đủ sức tập trung để lắng nghe câu hỏi của chúng tôi không? Chị đang bình tĩnh đấy. Đang rất là bình tĩnh. Vậy thì trước khi lắng nghe câu hỏi của chúng tôi thì xin mời chị hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Ngoại trừ logo số 3 chị nha. Cho chị chọn logo Sanyo đi. Sanyo đó là logo số 6. Và chúng ta cùng xem phần quà dành cho chị, đó chính là một chiếc máy chụp hình kỹ thuật số. Chị Lan ơi, chị cảm thấy phần quà này như thế nào ạ? Chị rất vui sướng được nhận phần quà này, nếu mà được may mắn trả lời đúng câu hỏi. Vâng, và nghe qua giọng nói của chị thì Hồng Phượng cảm thấy là chị đang rất là tràn trề hy vọng. Và bây giờ chị hãy cố gắng tập trung lắng nghe thật kỹ, bởi vì đây là một câu hỏi khá gai góc chị nhé. Bệnh viện cổ nhất châu Á đã từng có ở quốc gia nào? Chỉ có 4 sự lựa chọn. A. Sri Lanka. B. Ethiopia. C. Iraq. D. Afghanistan. Chị đã nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ rồi. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Cho chị chọn câu C đi. Câu C vẫn còn thời gian. Chị có muốn thay đổi đáp án của mình không ạ? Không, câu C đi. Nhất quyết là đáp án C. Có vẻ rất chắc chắn. Như thế là chắc là chị rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình đúng không? Chị Lan ơi, không biết rằng là đây là quyết định của riêng một mình chị hay là có người nào tư vấn cho chị không ạ? Có riêng mình chị thôi, không ai tư vấn. Có riêng một mình chị thôi, dũng cảm quá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi sự dũng cảm có đem đến sự may mắn cho chị không nhé. Dân Sinhalese Sri Lanka là người đầu tiên phát minh ra khái niệm bệnh viện ở châu Á. Theo cổ sự của người dân nước này, vào thế kỷ thứ 4 trước Tây lịch, vua Padika Banya cho xây các nhà ngủ lại và bệnh viện tại các vùng trong lãnh thổ sau khi ông củng cố thủ đô ở Anuradhapura. Đây là chứng tích đầu tiên trong lịch sử thế giới ghi nhận sự thành lập các nơi ăn ngủ đặc biệt để chữa trị cho bệnh nhân. Nhà thương Mihatale là nhà thương cổ nhất của châu Á. Như vậy đáp án đúng của chúng tôi là đáp án A chứ không được may mắn rồi. Vâng, đúng rồi. Một chút xíu, thiếu một chút xíu may mắn thôi. Nhưng mà Hồng vẫn hy vọng rằng chị sẽ may mắn trong những lần sau. Chị có đồng ý không ạ? Đồng ý. Chào Đại Nghĩa, chào Hồng Phượng nha. Vâng, xin chào chị và xin chúc chị cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe chị nha. Cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, còn bây giờ thì chúng ta một lần nữa quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với 22 người chơi tại đây cùng với anh Quách Hồ Ninh. Xin mời. Các
Hoa ơi, 22 bạn đang ngồi đây và đang rất hồi hộp, đang rất nóng lòng muốn biết nội dung của câu hỏi vòng 3. Và như thường lệ thì trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi vòng 3 thì chắc có lẽ chúng ta cũng phải nói chuyện với các bạn ấy vài câu để cho các bạn ấy bình tĩnh, tự tin để bước vào vòng 3 gây cấn này. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn đầu tiên, người bạn đang ngồi ở máy số 31. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình? Em chào anh Nguyễn Hồn Ninh ạ. Em chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, hiện đây là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Bạn là sinh viên. Xin mời người bạn kế bên, bạn số 30. Em xin chào các bạn. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, hiện đây là sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế. Bạn Vân ơi, thế thì bạn có thích một câu thơ hay là một đoạn văn hay là một câu danh ngôn nào đó không nào? Em học khối A nên là em cũng không dành lắm về văn thơ. Nhưng mà sáng nay thì khi mà đi ngoài đường thì em cũng bắt gặp trên banner quảng cáo một bộ phim, thì có một câu em thấy rất là tâm đắc, đó là người ta có thể lập kế hoạch, tất cả kế hoạch cho cuộc đời mình trừ kế hoạch yêu. Tại sao vậy bạn? Nếu mà theo bạn thì tại sao? Chuyện đó thì cũng dĩ nhiên là lẽ dĩ nhiên rồi, bởi vì tình cảm thì không thể là lập kế hoạch được rồi. Bạn Quỳnh Trang với bạn Bích Vân, hai bạn đều là sinh viên. Bây giờ tôi hỏi bạn một câu nè, các bạn có thể định nghĩa một cách ngắn gọn nhất về sinh viên. Thế nào gọi là sinh viên nào? Dạ, theo em thì sinh viên thì phải học hết sức và chơi hết mình ạ. Sinh viên tức là học hết sức mà chơi hết mình. Cũng có thể. Nhưng mà tôi cũng là học hết sức mà chơi hết mình, nhưng mà tôi đâu phải sinh viên đâu. Đúng không nào? Thế còn bạn Bích Vân? Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Quỳnh, nhưng mà theo em thì không phải thi lại thì không thi lại thì không phải là sinh viên. Tất nhiên là trong cuộc đời đi học của chúng ta thì cũng có một vài lần thi lại không tránh khỏi, đúng không nào? Do những khó khăn riêng, chẳng hạn như là bệnh hoạn hay là bận rộn gì đó thì chúng ta phải thi lại thôi, đúng không nào? Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ thì tôi xin phép được đọc nội dung của câu hỏi cuối cùng, câu hỏi vòng 3. Quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép phụ nữ đi bầu cử là nước nào? A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Mỹ. Và D. New Zealand. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem sẽ chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 3 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 3 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D có 14 bạn. Chúng ta xem có bao nhiêu bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng đây. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án D. New Zealand là một trong những quốc gia đi đầu trong phong trào giải phóng phụ nữ. Điều đó được minh chứng bằng việc New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận quyền đi bầu cử của phụ nữ. Xin chúc mừng 14 bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem người khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào. Chúc mừng 14 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và các bạn sinh viên của chúng ta quả là học hết sức và chơi hết mình, đúng không anh Nghĩa? Và anh Quách Hồn Ninh ơi, anh cũng đừng ganh tị với các bạn của chúng ta, bây giờ anh đã trải qua thời sinh viên rồi. Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng, bởi vì anh vẫn được các bạn sinh viên của chúng ta yêu mến đấy thôi. Anh Nghĩa có thấy như vậy không? Đúng rồi. Còn bây giờ thì đại nghĩa vòng phượng, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm xem vị khán giả may mắn thứ ba trong chương trình ngày hôm nay là ai nhé. Và bây giờ Hồng Phượng sẽ quay vòng cầu lên để chọn ra phiếu thăm may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng. Xin mời anh Nghĩa. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0882607355.
và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ đợi làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng thì có lẽ là chúng ta nên nhắc lại cho quý vị khán giả về những bảng logo còn lại. Đúng rồi thưa quý vị, hai vị khán giả đầu tiên của chúng ta đã lựa chọn xong đó là logo số 3 Sony và logo số 6 Sanzo. Như thế là chúng ta vẫn còn 6 logo 1, 2, 4, 5, 7 và 8 để dành tặng cho vị khán giả cuối cùng này lựa chọn. Và trong 6 bảng logo này, những phần quà cũng rất là hấp dẫn đang ẩn chứa đằng sau nó. Không biết vị khán giả cuối cùng này sẽ lựa chọn logo nào đây? Chúng ta cùng chờ xem nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả của số điện thoại may mắn cuối cùng. Xin chào. Hello. Alo, xin chào. Chào. Xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên Nguyễn Văn Quý. Chào bạn Quý. Hiện là học sinh đang học trường Đức Chí. Bạn là học sinh, không biết rằng năm nay bạn học lớp mấy rồi? Lớp 9 rồi. Lớp 9, bạn có vừa trải qua một kỳ thi chuyển cấp đúng không ạ? Dạ, dạ. Vậy thì kết quả của bạn như thế nào? Dạ, năm nay mới lên lớp 9 thôi. Chỉ là năm nay mới lên lớp 9 thôi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một bạn học sinh vừa mới lên lớp 9 và hy vọng rằng với những kiến thức của mình, bạn sẽ đáp đúng những câu hỏi mà chương trình đưa ra nha. Còn bây giờ, mời bạn hãy lựa chọn một trong 6 bảng logo còn lại trên đây, ngoại trừ số 3 và số 6. Số 4. Rồi, bạn lựa chọn số 4 đó là Toshiba. Và phần quà đó chính là gì? Đó là một chiếc tủ lạnh. Ồ, một phần quà rất là hấp dẫn, một chiếc tủ lạnh thật là to. Chiếc tủ lạnh này có thuộc về bạn hay không? Vẫn còn chờ câu trả lời của bạn đó. Bạn có tự tin mình chiến thắng không nào? Dạ, tự tin. Thế thì bây giờ, chú ý lắng nghe câu hỏi nha. Biển nào được cho là càng nhất thế giới? 4 sự lựa chọn dành cho bạn. A. Biển Azov. B. Biển Caspi. C. Biển Caribe. Và D. Biển Nhật Bản. Bạn sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Câu C. Bạn chọn đáp án nào? Câu B. Câu B, biển Caspi có muốn thay đổi không nào? Vẫn còn thời gian. Không. Chắc chưa? Chắc. Nếu mà sai không hối hận đúng không? À. Rồi, bây giờ thì mời bạn lắng nghe đáp án nha. Đáp án của chúng ta như sau. Biển Azov là phần phía bắc của Biển Đen, biển dài khoảng 340 km và rộng khoảng 135 km. Biển Azov là biển nông nhất thế giới với độ sâu trung bình chỉ là 13 m. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Rất tiếc bạn ơi, đáp án của bạn đưa ra không trùng với đáp án của chương trình. Và hồi nãy thì qua điện thoại thì ông Phượng có nghe thấy rằng hình như bạn đang trao đổi với một người nào khác nữa đúng không? Dạ. Bạn đang trao đổi với ai thế? Dạ chị. À, đang trao đổi với chị. Vậy thì bây giờ chị bạn có chia sẻ sự tiếc nuối này với bạn không thế? Dạ có. Thôi hai chị em đừng tiếc nuối nhiều nha. Bởi vì chúng ta vẫn có thể đăng ký gọi điện tham gia vào chương trình mà. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và tiếp tục kết nối qua số điện thoại 1900 1747 hoặc số 0891066688. Biết đâu ở những chương trình lần sau Đại Nghĩa Vòng Phượng sẽ gặp lại hai chị em của bạn thì sao? Xin cảm ơn bạn và chị bạn đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt ạ. Kính thưa quý vị, như thế là 30 phút của chương trình ngày hôm nay chúng ta đã trôi qua mất rồi. Bây giờ thì Đại Nghĩa Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được tới lời chia tay với tất cả quý vị khán giả. Và trước khi chia tay với tất cả quý vị khán giả thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị cũng đừng quên địa chỉ liên lạc, đó là công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào thứ tư tuần sau lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.